Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là địa bàn có diện tích rừng lớn cùng với đặc trưng khí hậu mùa khô kéo dài nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Vì thế, các ngành chức năng địa phương và chủ rừng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để phòng cháy chữa cháy rừng. Gia đình ông Y Thêm Buôn Giá ở xã Chư Mơ huyện Madarak có 10 hecta rừng trồng. Hiện nay, gia đình ông đã chủ động dọn cành, thảm thực bì, vành đai và thường xuyên thăm rừng để phòng chống cháy rừng. Toàn bộ diện tích rừng trồng của gia đình tôi đều nằm ở khu vực địa hình dốc, lại xa nguồn nước, dân cư, nên việc định kỳ phát dọn đường ranh cản lửa, nhất là tại những khu vực tiếp giáp với đất sản xuất của người dân trong mùa khô, sẽ giúp gia đình tôi thuận lợi hơn trong quá trình chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Khu bảo tồn thiên nhiên Eso huyện EK có tổng diện tích trên 26.800 ha, nhiều thảm thực vật có khả năng xảy ra cháy cao vào mùa khô. Để chủ động phòng cháy chống cháy rừng, từ trước mùa khô, đơn vị đã huy động thu dọn cành, lá cây khô, thành lập tổ, đội trực tuần tra, canh gác thường xuyên. Tại những khu vực có nguy cơ cháy cao, đơn vị đã cày ủi đường băng cản lửa và bố trí chòi canh lửa để theo dõi kiểm soát mọi tình huống an toàn nhất trong cái công tác phòng chống cháy chữa cháy kể cả với cộng đồng người dân cũng như là các đơn vị chủ rừng thì tôi nghĩ cái việc đầu tiên đấy là công tác phòng ngừa tập trung vào công tác phòng ngừa và tuyên truyền nâng cao cái nhận thức với cái tác hại và cái thiệt hại của cái việc để xảy ra các cái vụ cháy uh, trong đó có cháy rừng thì chúng ta làm tốt cái công tác tuyên truyền cũng như công tác phòng ngừa thì chúng ta sẽ giảm nguy cơ rất cao rất tốt cho cái việc như là để xảy ra cháy rừng lớn mà mất kiểm soát. Đắk Lắk hiện có 420.000 ha rừng tự nhiên, 75.160 ha rừng trồng, trong đó có trên 200 ha rừng có nguy cơ cháy cao. Từ đầu năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành địa phương chủ rừng thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo đó các đơn vị chủ rừng địa phương phải chủ động xây dựng triển khai phương án phòng cháy chữa cháy hiệu quả và chuẩn bị phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy để xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra cơ bản là hạt kiểm lâm cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân các huyện ban hành kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô và cũng đã có văn bản quán triệt các chủ rừng trên địa bàn ủy ban nhân dân các huyện và đồ, ba đội kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng cũng đã phối hợp chặt chẽ với các hạt kiểm lâm huyện liên huyện và các chủ rừng để mà chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, các ngành chức năng của tỉnh cũng đã kiện toàn hàng trăm bang, tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, tuyên truyền hướng dẫn ký cam kết với người dân sống gần rừng, thực hiện tốt các quy chế quản lý bảo vệ rừng. Thành lập trên 160 tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng xung kích thường xuyên tuần tra canh gác. Các địa phương tổ chức họp dân theo từng cụm dân cư để tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia trồng, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm không chỉ các hộ dân tham gia trồng, nhận khoáng bảo vệ rừng, mà cả cộng đồng cùng chung tay bảo vệ phòng chống cháy rừng.